Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Vào lúc 13 giờ ngày mùng 2 tháng 8, cảnh sát quận Tân Bình đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến nhiều người thuê trọ hoảng hốt treo thang sắt thoát hiểm, leo qua mái tôn nhà dân để xuống đất. Vào khuya ngày mùng 1 tháng 8, trước đó, vào lúc 23 giờ ngày mùng 1 tháng 8, người dân phát hiện khói tỏa ra nghi ngút bên trong khu nhà trọ cao 5 tầng nằm tại hẻm 273 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nên hô hoán. Khu vực xảy ra cháy là căn nhà trọ nằm ở mặt tiền tầng trệt, cạnh lối ra vào khu trọ cao tầng này nên mọi người rất hốt hoảng. Nhiều người thuê trọ trên cao đã di chuyển ra phía sau, treo cầu thang sắt thoát hiểm của khu trọ, leo qua mái tôn nhà dân bên cạnh để xuống đất. Cùng lúc này, người dân trong khu vực huy động nhiều bình chữa cháy mini, phối hợp bảo vệ khu trọ, lực lượng chữa cháy địa phương tiến hành phá cửa căn trọ xông vào dập lửa. Đám cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt trước khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Một người tham gia chữa cháy nói: Thời điểm xảy ra cháy căn trọ đóng cửa, bên trong không có người. Tại hiện trường ngày 2 tháng 8, vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn trọ bị thiêu dụi. Chủ thuê căn trọ đã mướn công nhân đến thu dọn những vật dụng, tài sản bị lửa cháy hư hỏng ra phía bên ngoài, đưa lên xe ba gác máy trở đi xử lý. Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào chiều tối ngày 16 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Khi phát hiện xảy ra cháy, nhiều người đã cố gắng tiếp cận giải cứu nạn nhân nhưng bất thành do kính cường lực và rào sắt quây kín. Công trình xảy ra vụ hỏa hoạn cao 6 tầng, một tum, diện tích mặt bằng khoảng 80 m2. Bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2 3 là kho chứa hàng hóa, tầng 4 5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Ông Nguyễn Tiến Dũng, 60 tuổi, sinh sống ở nhà kế bên cho biết, khi phát hiện ra khói lửa bùng lên, nhiều người đã dùng gạch đá búa tạ để phá cửa sổ nhằm giải cứu các nạn nhân. Ông Nguyễn Tiến Dũng kể, ông thấy cánh tay thò ra kêu cứu ở tầng 4, sau đó di chuyển lên tầng 5. Mọi người ở bên ngoài dùng mọi vật dụng như gạch đá búa tạ để phá cửa sổ nhưng rất khó khăn. Cửa sổ của căn nhà có 3 lớp lớp kính cường lực ở bên ngoài, lớp dưới chống côn trùng ở giữa và song sắt kiên cố ở bên trong. Việc cửa sổ quá kiên cố khiến mọi nỗ lực giải cứu các nạn nhân đều bất thành. Một nguyên nhân khác khiến công tác cứu nạn người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn là mặt trước của ngôi nhà được lắp biển quảng cáo từ tầng 1 đến tầng 4. Đặc biệt tại tầng 6 của ngôi nhà được quay kín bởi kính cường lực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải rất vất vả để phá kính nhưng không thành. Tại tầng 1 đến tầng 3 của căn nhà, hàng hóa bịt kín lối ra vào và cầu thang bộ lên xuống, khiến việc tiếp cận đám cháy từ lối này gặp nhiều khó khăn. Ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết, nhà ở hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh tại nhiều khu đô thị lớn ở nước ta có đặc thù là được xây dựng dạng nhà ống. Các nhà ống này có một lối thoát nạn qua cầu thang bộ thông giữa các tầng và thoát ra ngoài qua cửa chính tại tầng 1. Bên cạnh đó, trong các nhà ống có thể sử dụng lối thoát ra ban công, lối lên sân thượng hoặc lối lên mái để thoát sang nhà hoặc công trình liền kề. Ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia đến từ Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam phân tích, vì lý do an ninh nên các hộ gia đình thường trang bị nhiều lớp cửa tại cửa chính ở tầng 1. Các lối thoát nạn khẩn cấp cũng được trang bị các khung sắt kiên cố, tạo thành các lồng bảo vệ. Ông Thái cho rằng, trường hợp ngôi nhà xảy ra sự cố cháy nổ, chính những lớp cửa và lồng sắt này sẽ khiến cho người ở bên trong gặp khó khăn trong việc thoát nạn hoặc không thể thoát ra ngoài. Theo ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia đến từ Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, để đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, người dân cần lưu ý đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên như lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc lối lên mái. Ngoài ra, người dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà, đặt nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và hướng dẫn cho tất cả thành viên sử dụng thành thạo bình chữa cháy, kể cả trẻ em. Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói trong nhà. Tuyệt đối không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ như xăng dầu. Ông Bùi Xuân Thái nhấn mạnh các đồ đạc vật dụng trong nhà phải được bố trí một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn. Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ cháy nhà làm 4 người thiệt mạng ở phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Danh tính nạn nhân tử vong gồm bà NMH 53 tuổi và ba cháu nhỏ NDDS 11 tuổi, NTA 6 tuổi, NDK 2 tuổi. Ở gần ngôi nhà bị cháy, anh Trần Văn Định cho biết khoảng 18 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6, anh nhận được điện thoại của người thân báo tin nhà hàng xóm bị cháy. Lúc này, anh trai anh Định leo lên tầng 3 của căn nhà bị cháy để cứu người nhưng bất thành. Thời điểm đó, ngọn lửa chưa bùng phát, chỉ có khói bốc lên ở tầng 5 của ngôi nhà. Khói dày đặc nên không ai có thể di chuyển lên tầng 4. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chủ ngôi nhà nói bên trong còn một người già và ba cháu nhỏ. Anh Định cho biết người dân cố gắng di chuyển sang mái tôn nhà bên cạnh để cứu bốn người mắc kẹt nhưng không được. Cũng ở gần căn nhà xảy ra hỏa hoạn, khi nghe tiếng hô hoán, chị Nguyễn Thị Hạnh chạy ra ngoài thì lửa đã bốc cháy dữ dội nhiều tiếng kêu cứu thất thanh vang lên. Chị Hạnh cho biết đã nhìn thấy bàn tay vẫy ở tầng 6 và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Đến giờ chị vẫn ám ảnh, muốn cứu những nạn nhân đang bị mắc kẹt nhưng mọi người cũng bất lực. Lúc này ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở tầng 3 và tầng 4. Tường bị nứt ra, lực lượng cứu hộ không thể di chuyển lên phía trên. Ở đối diện ngôi nhà xảy ra cháy, anh hát nghe thấy tiếng nổ. Những người bán hàng ở tầng 1 vội vàng tháo chạy ra ngoài, bên trên còn ba trẻ nhỏ, một người lớn bị kẹt lại. Khu vực xảy ra cháy là tại khu vực tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng một tum. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. 100 chiến sĩ cảnh sát cùng các phương tiện chữa cháy được điều đến hiện trường. Lửa cháy quá to khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Theo anh Hát, lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy rất nhanh nhưng không có phép màu nào xảy ra trong chiều tối đổ mưa, bốn bà cháu đã ra đi mãi mãi. Thưa quý vị, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết trên địa bàn xã Lai Hòa vừa xảy ra vụ cha chồng chém con dâu dẫn đến tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 7, do mâu thuẫn với con dâu là chị VTH, 46 tuổi, ông Trần Văn Lệ, 66 tuổi, cùng ngụ tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã dùng hung khí chém chị Hát tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Trần Văn Lệ bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Lệ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu vực nhiều cây cối gần nhà. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Ngày 30 tháng 7, công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại. Cụ thể vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 29 tháng 7, Tổ công tác của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ sở tại khu vực xóm Ca, xã Kha Sơn thì bắt quả tang đối tượng Đào Mạnh Cường, sinh năm 1981, thường trú tại thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, đối tượng Đào Mạnh Cường đang di chuyển bằng xe máy biển kiểm soát 22B176892 theo hướng Bắc Giang, Thái Nguyên. Công an thu giữ tăng vật gồm 498,04 gam heroin, 4.641,8 gam hồng phiến và 1.979,2 gam ma túy đá, tổng cộng khoảng 7 kg ma túy các loại. Bước đầu, đối tượng Đào Mạnh Cường khai vận chuyển số ma túy từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, một người đàn ông đi xe máy đã hất chất gây cháy, nghi xăng vào một trụ xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 2 giữa trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và châm lửa đốt. Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, một người đàn ông đi xe máy màu đỏ đã chạy đến cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 2 số 127 Yersin, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, người đàn ông đã hất chất gây cháy, nghi xăng vào một trụ bơm xăng dầu rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến người dân đang đổ xăng hoảng loạn bỏ chạy. Người đàn ông để lại xe máy và rời khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các nhân viên cây xăng nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa. Theo người quản lý cửa hàng xăng số 2 Petrolimax Khánh Hòa cho biết, Đối tượng lạ mặt này từ trước đến nay chưa có mâu thuẫn gì với cửa hàng. Khi thực hiện hành vi, người này có dấu hiệu ngáo đá. Được biết, sau vụ việc, người này cũng bị bỏng phần chân. Ngọn lửa sau đó được nhân viên cây xăng này dập tắt. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt, bắt giữ và đưa người này vào bệnh viện vì bỏng ở chân. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!